Đây. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải rồi. Và ngày hôm nay thì Khải sẽ làm một cái video tổng đồ của cái bát 88 lệnh bài boss cho anh em xem sơ qua nha anh em ơi. Ở bát 88 này Khải thấy thu hoạch cũng khá là tốt này mà. Và anh em cùng theo dõi nha anh em ơi. Và bỏ ra khoảng hơn 700.000. Thì ở cái bát này anh em cùng chờ đợi xem thử có thu được hơn lại 10 kim không nha anh em. Đầu tiên chúng ta có một cây khăn lôi 28. Cái này thì giá thị trường thì dao động khoảng tầm kim cho đến 2 kim nè. Cái này thì khoảng mình kim rưỡi. Kim rưỡi nha nè. Bán kim rưỡi là bay á. Rồi Khải bán cây khăn lôi 30 3 kim nữa nè. Rồi cái đây 10 ngày trước thì Khải bán cây khăn lôi 30 nữa 4 kim. Nói chung là thời gian càng về sâu thì những cây khăn lôi nó nhiều nè. Nên là cái này cũng dao động khoảng tầm kim rưỡi nè. Tròn kim nè. Giá rẻ nhất kim nè. Rồi. Cây vũ khí chón dùng 2. Đồ cái này thực sự là đánh không có kháng hỏa nè. Nếu có kháng hỏa thêm 10 nữa thì cái này bèo lắm phải 6 kim nè. Nhưng mà giờ không có kháng hỏa nên là dòng chón của nó chỉ được khoảng cao lắm, nếu mà ai mua được chắc bán được kim nữa mà 500 xu gì đó. Rồi tiếp tục một cái nón 1540, nón này nó dành cho Jordan thì 1540 sinh lực 78 thì nón này chắc được 500 xu hoặc một kim nữa. Một cây khí kháng lôi 25, cái này chắc được khoảng 500 xu vì ăn 2. Một cây ngọc bội làm sinh lực 128, sinh lực 120-25, kháng lôi 28. Cái này bán chắc được khoảng tầm 2 kim nè. Đó, trung bình nãy được mớ rồi. Rồi, một cây vũ khí kháng lôi 28 tiếp. Thì chung dao động cho 1 kim rưỡi nữa đi. Rồi, này kim rưỡi 500 xu 2 kim. 2 kim cái này kim này 500 xu đi, 2 kim rưỡi. 2 kim rưỡi cái này 500 xu 3 kim. Cái này 2 kim nữa là 7, 5 kim. 5 kim cái này cho 1 kim rưỡi nữa đi, 6 kim rưỡi. Rồi, một ngọc bội này khoảng tầm cho lên trong 3 khăn lôi. Là cái này mình bán 3 thôi. Cái này mình bán 3 dòng 2 nó chắc được khoảng kim rưỡi nữa. Là khoảng 7 kim. Nói chung là một cái bộ khăn lôi 26. Này sẽ được kim nữa là 8 kim. Một đại lưng khăn lôi 29. Sinh lực này sẽ được 2 kim thôi, 10 kim. Đó, thu hồi là vốn nữa. Đai này cho xe. Đai 540, sinh lực 143. Đại lưng này bán ra chắc được khoảng tầm 3 kim nữa mày. 3 kim. Ống 1, này cho xe. Này cho xe. Này cũng kháng đọc cho xe luôn. Nếu không cho xe thì khoảng 500 xu nè. 500 xu. Này 500 xu. Rồi, một ngọc bội 540 ăn 2. Nói chung ngọc bội này bán chắc được khoảng 2 kim cho đến 2 kim rưỡi. Một cây vũ khí kháng lôi, cái này 500 xu. Nói chung là bát này, ở cái bát này thì tổng đồ của bát 88 thì lời nè mà, không lỗi nè. Lời khoảng tầm 2 cho đến 3 kim nè mà. Rồi ok. Cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên đỡ lại cho Khải like, chia sẻ, ủng hộ chơi ở cái bát tổng đồ này nha mọi người. Và Khải sẽ tiếp tục làm bát 89 và anh em cùng chờ đợi vào lúc 11 giờ trưa 15 phút hàng ngày để xem dõi những video của Khải nữa mọi người. Và đừng quên ủng hộ mạnh những video xem bot để có động lực làm những video cho anh em xem nha. Ok, kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye anh em nha mọi người ơi. Chứ là chưa nói nè anh em ơi. Ở bát 88 Khải được một cái gia truyền may mắn 4 nữa. Gia truyền này có thể nói là no 1 anh em ơi. Hiện tại server chỉ may mắn 3 là cao nhất rồi nè. Và những gia truyền cũng như là này nọ thì may mắn 4 là gọi là hàng độc anh em. Rồi sau khi có được gia truyền đó thì Khải thừa ra gia truyền may mắn 3 anh em ạ. Đó. Gia truyền may mắn 3 này bán được 3 kim nè. Bán được 3 kim. Ấn 1. Rồi Khải có hết đồ vô rồi tiếp tục Khải đi sang bát tiếp theo 89 cho anh em xem. Xem mạnh đừng quên like, chia sẻ, ủng hộ mạnh nha anh em. Rồi. Mấy cái thằng lôi ấn này cho xe nè. Rồi, lên tiếp tục. Yeah.